Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhấn like, đăng ký cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chuyến này góp nhận 20 top cần của hiệu BNFT nè. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi đang slash chatbot nè. Rồi. Nhiệm vụ đầu tiên của ông follow tôi biết, follow của Twitter nữa nè. Trên Twitter nè bạn theo dõi nha bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nè. Tiếp tục retweet tăng 3 người bạn vào nè, event nè. Chỗ này khá là ngon nè bạn. Like dành cho tweet nè, 300.000 đô tờ. Rồi, các bạn tweet lên nè các bạn. Tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Sau đó các bạn join vào kênh follow Twitter cái nữa nè. Bạn like nè, các bạn dành cho tweet nè. Các bạn có A cộng đi tiếp với username của nó các bạn. Tại dự án này thấy ngon quá nên mình làm cho kỹ chút xíu. Rồi tôi quýt lên nè. Rồi sau đó bắt đập lên nè. Rồi dọn tiếp kênh seller nè. Rồi mình xong xong bắt đập lên nè. Tiếp tục xong những gấp nè. Rồi mình đã xong rồi các bạn. Tiếp tục xong những gấp tiếp tục nè. Các bạn xong xong các bạn. Rồi tiếp tục bắt đập lên nè. Tiếp tục subscribe kênh YouTube nữa nè. Trên kênh YouTube này bạn đăng ký nha bạn. Đăng ký xong thì bạn bấm vào chat nè. Rồi bấm vào này góp nè. Minimum 50 nè. Rồi. Bấm submit đi tên nha bạn. Rồi bạn điền lại username Telegram bạn đã xong rồi góp nè. Đây cho bot. Sau đó các bạn gọi LinkedIn profile Twitter mình cho nó kiểm tra nè các bạn. Mình mở Twitter mình ra nè. Rồi nhập ảnh avatar của mình, nhập cho mẫu sơ của mình nè. Nhập cho ba anh cùng, nhập đẹp chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Nhập cho bot nè. Sau đó mình gọi địa chỉ BNB sẽ mất trên dưới chocolate nè mình nè. Các bạn cùng địa chỉ ETH trên dưới chocolate mình cũng được nè. Gọi là cho bot nè. Con này chạy dành tăng cái xe đi âm ta. Sau đó Luzon giúp kênh sẽ là bấm đòn. Sau đó submit lên cái tweet nè. Thì bằng mặt Twitter tất cả bạn nghe nè. Các bạn chia sẻ cái bài giveaway của nó nè các bạn. Ê, cái bài này của nó nè các bạn. Mình sẽ chép liên kết nè. Gọi cho bot nè. Tiếp tục bấm My Balance để check số cầm kiếm được nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 20 top cần BNFT nè các bạn. Bạn dễ lên dép xem về những thằng để kiếm tôi cần các bạn. Vậy video đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt bạn hẹn tất cả những video clip tiếp theo từ mình nhé.